Chào mừng các bạn đã đến với bài HIIT Yoga đốt mỡ toàn thân ngày hôm nay. Bài tập ngày hôm nay chúng ta chỉ có 15 phút thôi, nhưng các bạn đừng thấy là nó ít nhá, bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ thở gấp và cũng như là đốt rất là nhiều calo. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải thảm ra và bắt đầu luyện tập nhé. Để bắt đầu, chúng ta đứng về cuối thảm nhé. Hai chân của mình mở rộng bằng vai, hai tay xuôi theo thân. Hít sâu, vươn hai tay lên cao, áp sát tai của mình, rồi lòng bàn tay áp chạm vào nhau. Các bạn đan tay. Thở ra này, nghiêng mình sang bên trái, gồng chắc cơ bụng và giữ nguyên hông, mắt nhìn lên trần. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, nghiêng mình sang bên phải, gồng chắc bụng, mắt nhìn lên trần. Hít sâu, nâng người lên. Thở ra, nghiêng trái. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, nghiêng phải. Gồng chắc cơ bụng bên bạn nào. Lần cuối nào, hít vào, nâng người lên. Thở ra, nghiêng trái. Mình giữ ở đây 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 1 Hít sâu, nâng người lên. Và thở ra, nghiêng phải. Gồng chắc và giữ. 5 4 3 2 1 Hít vào, nâng người lên. Và thở ra, hai tay ra ngang. Hít sâu, gồng chắc cơ bụng lại. Thở ra, xoay mắt nhìn sang bên trái, vận mình. Hít về giữa. Thở ra, xoay sang phải. Hít sâu, về giữa. Thở, xoay trái. Hít về giữa. Thở, xoay phải. Một vòng nữa nào. Hít sâu, về giữa. Thở, xoay trái. Hít vào, về giữa. Và thở ra, xoay phải. Hít sâu, về giữa. Rồi từ từ chúng ta vươn hai tay lên cao, áp sát tay của mình. Thở ra, đưa hai tay về phía ngực. Chúng ta mở hai tay ra, đẩy ngực vươn cằm lên. Hít sâu, hai tay vừa lên. Đồng thời các bạn có thể kiễng chân lên. Thở ra, hạ gót chân xuống, đẩy ngực mở hai vai về sau. Hít vào, hai tay vừa lên, kiễng chân. Thở ra, đẩy ngực mở vai, siết bụng lại. Hít 4, nâng lên. Thở ra. Gồng chắc đẩy ngực căng lên. Hít 5, nâng lên. Thở ra. Hít 6, nâng lên. Và thở ra xuống. Hai lần nữa nào. Hít vào, nâng lên. Thở ra, đẩy ngực siết bụng. Hít 8, nâng lên. Và thở ra, đẩy ngực siết bụng. Hít sâu, hai tay vừa lên cao. Và thở ra này. Hai chân của bạn mở rộng bằng vai nhé. Và đẩy lùi hông về sau, duỗi dài lưng. Về tư thế cái ghế đấy ạ. Cuộn mông xuống. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, về cái ghế. Hít sâu, nâng người lên. Gồng chắc mông. Thở ra, cái ghế. Hít 4, nâng lên. Thở, cái ghế. Hít 5, nâng lên. Thở, cái ghế. Hít 6, nâng lên. Thở, cái ghế. Hít 7, nâng lên.
hờ cái ghế, hít bấm, thở ra, gồng chắc bụng cuộn mông xuống, hít tám, thở ra, hai lần nữa bạn nhá, hít chín, thở ra, lần cuối hít 10 và thở ra, hít sâu, nâng người lên, tiếp tục vươn hai tay lên cao, áp sát vai và thở ra. Chậm chậm này, đưa hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Hít sâu, kéo tay lên phía gối, duỗi thẳng lưng, thẳng cổ. Và thở ra, gập người lần hai. Nếu bạn là người mới, hãy trùng nhẹ gối lại giúp Uyên nhé. Hít vào, cuộn đốt sống, chậm rãi, nâng người lên. Hai tay vươn áp sát tai. Thở ra, hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Hít sâu, kéo tay lên phía gối, duỗi thẳng lưng, thẳng cổ. Thở, gập người lần hai. Hít vào, cuộn đốt sống, chậm rãi, nâng người lên. Hai tay vươn áp sát tai. Và thở ra, hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Hít sâu, kéo tay lên phía gối, duỗi thẳng lưng, thẳng cổ. Và thở ra, gập lần hai. Hít vào, cuộn đốt sống, chậm rãi, nâng người lên. Hai tay vươn áp sát tai. Và thở ra, tiếp tục. Hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Rồi, từ đây chúng ta bước hai tay về đầu thảm của mình. Bước hai tay về đầu thảm của mình. Về tư thế chó úp mặt, đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài lưng. Từ đây chúng ta sẽ vặn xoắn trong tư thế chó úp mặt bạn nhé. Hít vào, gồng chắc cơ bụng, giữ nguyên. Thở này, đưa tay phải chạm vào bàn chân trái. Hít về giữa, thở đổi bên. Hít về giữa, thở qua trái. Hít về giữa, thở qua phải. Hít sâu, về giữa, thở qua trái. Hít vào, về giữa, thở qua phải. Hít sâu, về giữa, thở qua trái. Hít về giữa, thở qua phải. Hít sâu, về giữa, thở qua trái. Hít vào, về giữa, thở qua phải. Một vòng nữa nào. Hít về giữa, thở qua trái. Hít vào, về giữa, thở qua phải. Rất tốt. Hít vào, về giữa. Rồi, từ từ. Thở hết đầy đỉnh hông lên cao, duỗi lưng. Hít sâu, kiễng chân, đẩy hông, cuộn lưng, lao về phía trước. Bước chân trái lên cạnh bàn tay trái. Rồi nhón các đầu ngón tay, đạp căng gót chân phải. Bình tĩnh, hít sâu, nâng người lên. Hai tay vươn áp sát tai. Duỗi thẳng trụ cột sống của bạn. Thở ra, gập về phía trước 45 độ. Thực hiện 10 lần. Hít vào, nâng lên. Thở, gập 45 độ. Hít 3. Thở ra. Hít 4. Thở ra. Hít 5. Giữ thăng bằng nào. Thở ra. Hít 6. Thở ra. Hít 7. Cố lên nào bạn. Thở ra. Hít 8. Thở ra. Hít 9. Thở ra. Lần cuối. Hít 10. Và thở ra. Giữ 5. Nâng cái hông của bạn lên, đạp căng chân sau. 4 3 2 1. Rồi, hai tay chống xuống hàm. Hít vào, bước chân trái về sau tầm ván, gồng chắc bụng, xốc vai của mình lên. Và từ đây chúng ta sẽ đá hai chân lên này, chạy bộ tại chỗ, gồng chắc. Còn nếu bạn yếu, bạn có thể giơ hai chân lên như thế này.
không nhất thiết chúng ta phải chạy nhá. Rồi, 10, 9, 8, 7, xếp bụng 6, 5, 4, 3, 2, 1, rất tốt. Từ từ chúng ta đẩy đỉnh hông về sau, duỗi lưng. Chó úp mặt đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi lưng. Hít thở đều. Đổi bên nhé bạn. Hít vào này, kiễng chân, đẩy hông, cuộn lưng lao về phía trước. Bước chân phải lên cạnh tay phải. Chống bằng các đầu ngón tay, chuẩn bị. Hít sâu, gồng cơ bụng, nâng người lên, hai tay vươn áp sát vai. Nhấn nhẹ hông của mình xuống. Thở ra, gập người về phía trước 45 độ. 10 lần, hít 2, nâng lên. Thở gập. Hít 3. Thở ra. Hít 4. Thở ra. Hít 5. Thở ra. Hít 6. Nâng cao nào. Thở ra. Hít 7. Thở ra. Hít 8. Thở ra. Hít 9. Thở ra. Lần cuối hít 10. Và thở gập giữ. Đạp căng chân sau. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, từ từ chống hai tay xuống hàm. Bước lùi chân phải về sau tấm ván. Ba tư thế tấm ván chuẩn các bạn nhé. Bạn cứ di chuyển sao cho tay của mình cảm thấy nó vuông góc với mặt thảm. Đạp căng được gót chân về sau. Rồi, nếu mà chúng ta vẫn còn yếu, đưa hai chân lên như thế này. Giống như kiểu mình co gối, tay gối chạm vào tay đấy ạ. Tốt. Nào, chạy nào. Gồng trong bụng. Hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt. Đẩy đỉnh hông về sau, duỗi dài lưng. Bạn có thể thở bằng miệng nhá. Hít thở sâu vào. Hít vào bằng mũi. Thở bằng mũi hoặc bằng miệng. Rất tốt. Rồi, chúng ta thêm một động tác cuối cùng nhé. Hít sâu này, kiễng chân, đẩy hông, mắt nhìn vào hai tay của mình. Và chúng ta sẽ bật nhảy ra ngoài hai tay nhé, ngoài mắt thảm luôn đấy. Gồng trong bụng này, bật nhảy, kiễng chân của mình lên. Thở ra, bạn có thể bước chân về chó úp mặt hoặc nhảy. Hít, hai, gồng trong, bật lên, kiễng chân, thở, chó úp mặt. Hít, ba, bật lên, thở, chó úp mặt. Hít, bốn, lên, thở, chó úp mặt. Hít, năm, gồng trong, lên, thở, chó úp mặt. Hít 6, bật lên, thở, chó úp mặt. Hít 7, lên, thở, chó úp mặt. Hít 8, lên, thở, chó úp mặt. Hít 9, lên, thở, chó úp mặt. Lần cuối, hít 10, lên. Rồi, chắp hai tay trước ngực nào. Giữ ở đây. 10, cố gắng kiễng cao gót chân. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, chống tay xuống, hạ gót chân. Từ từ bạn đưa người ngồi xuống thảm nào. Rất tốt. Thế là đúng rồi, xong rồi. Đó, lắc hai chân sang hai bên, thả lỏng. Dùng hai chân lên xuống nhịp nhàng. Một động tác cuối cùng cho phần bụng của mình nhá. Động tác cuối cùng thôi.
Mình có thể nằm xuống này, duỗi thẳng hai chân, hai tay vươn qua đầu, hít sâu này, gồng bụng, nâng người lên. Giờ chúng ta vận mình sang bên trái, sang bên phải ạ, co gối phải đấy. Hít về giữa, thở cuộn lưng nằm xuống. Hít sâu, hai tay vươn qua đầu, thở ra, nâng người lên, gồng chắc bụng. Vận mình sang bên phải, hít về giữa, thở hạ xuống. Hít sâu, hai tay vươn, rồi thở kéo người lên. Vận mình sang bên phải, hít về giữa, thở xuống. Hít 5, hai tay vươn qua đầu, thở ra, nâng người lên. Đưa cơ thể sang bên phải, gồng chắc và xoắn. Hít về giữa, thở vận mình. Hít sâu lần cuối, hai tay vươn qua đầu, thở ra, nâng lên. Vận xoắn, đẩy cái ngực lên. Rồi hít về giữa, thở ra xuống. Chúng ta đổi bên nhá, hít vào, hai tay vươn qua đầu, thở ra, nâng người lên. Vận xoắn sang bên trái, co gối bên trái lại, hít về giữa, thở ra xuống. Hít sâu, hai tay vươn, thở nâng lên. Từ từ chúng ta vặn sang bên trái, hít về giữa, thở xuống. Hít 4, thở ra, nâng người lên. Vặn xoắn sang trái, gồng chắc bụng. Rồi hít về giữa, thở xuống. Hai vòng nữa thôi mọi người ơi, hít vào, nâng lên, thở. Vặn xoắn sang trái, hít về giữa, thở xuống. Vòng cuối, hít 6, thở lên. Hít, chúng ta thở này, vặn sang, hít về giữa và thở xuống. Wow, rất tốt. Bây giờ thì mình sẽ hai tay ôm gối và lăn lưng bạn nhá. Hít sâu này, xếp bụng, bật lên, thở, duỗi chân, gập trước. Hít vào, cuộn lưng, bật lên, thở, gập trước. Hít 3, thở ra. Hít 4, thở ra. Một lần nữa nào. Hít 5, và thở ra xuống. Rồi, ôm lưng nằm xuống. Thật là tuyệt vời. Hai tay của mình có thể dang ngang và chúng ta vặn xoắn cái lưng sang hai bên. Tư thế quen thuộc. Hít thở điều hòa. Rồi, mình về giữa và chúng ta có thể đổ cơ thể của mình sang một bên. Một tay chống lên tai, thả lỏng toàn bộ cơ thể và hít thở chậm. Rồi, mình co gối, chống tay và nâng người lên nào. Lắc nhẹ hông của bạn sang hai bên. Wow, thoải mái, thư giãn.
Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi đấy. 15 phút thôi nhưng bạn cảm thấy thế nào? Bạn hãy comment cho Uyên biết nhá. Bạn cảm thấy là có thở gấp hay không? Có cảm thấy mệt hay không? Đó, nếu mà bạn cảm nếu mà bạn mới tập thì bạn chưa nên tập bài tập này, mà chúng ta chỉ nên là tập bài tập này nếu mà mình tập được 2-3 tháng trở lên rồi, khi mà cơ của mình khỏe rồi thì mình mới tập. Và tiếp theo là nếu mà bạn tập chuỗi 30 ngày của Hoàng Uyên thì cũng có thể là hết cái bài 30 phút đó thì mình chuyển sang cái bài này tập thêm 15 phút nữa, rất là nặng. Và video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Và hãy nhớ là đăng ký kênh của Hoàng Uyên để chúng ta còn được gặp nhau nhiều hơn nữa. Và bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những video của Hoàng Uyên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Namaste. Bye bye.